Nhỏ đã xanh nó còn rất ít nước. Đấy, các bạn rắc xung quanh vào một chút lá gừng để cho nó có cái hương vị thơm. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món bắp bò om gừng xả. Miếng bắp bò của tôi mua rất là ngon các bạn ạ. Kèm theo gia vị là có muối, hạt, mà mì chính, nước tương và dầu hào. Đây là tiêu xanh các bạn ạ. Tiêu xanh hôm nay tôi mua phải tiêu ngâm. Chứ mọi hôm thì có nhiều tiêu xanh lắm nhưng hôm nay tôi ra thì không mua được. Kèm theo có cả ngũ vị hương. Đấy, đây là gừng và tỏi, hành khô, xả và lá hương. Đấy. Kèm theo là đây là một quả dừa để ta lấy nước để ta linh. Đây trước hết tôi đi thái thịt bò trước để tôi còn ướp. Sau khi chờ ướp đủ thời gian thì tôi sẽ làm các cái món kèm theo nhé. Trước tiên là các bạn nọc theo một cái thớ của nó đã. Sau đó các bạn cắt vuông, vuông nhưng nhỏ vừa chứ không phải vuông mà loại to. To quá thì các bạn hãy nhớ là các bạn không thể nào dùng được. Đấy, các bạn pha thịt cho nó hợp lý thì ta thái nó rất là gọn. Rồi, các bạn thái nó vuông đều như hợp lý nha. Đây, bây giờ tôi sẽ ướp nha, các cái gia vị này vào. Tôi cho một chút muối hạt. Các bạn nhớ nó không cho nhiều. Đấy, chỉ một tí thôi. Đấy. Đây ta cho một chút coi như thế là mì chính. Ta cho ngũ vị hương. Đây ngũ vị hương ta cho tắt chỗ này. Đây là dầu hào nha các bạn. Đây, các bạn dầu hào các bạn cho vào đúng một muỗng này là vừa rồi. Đấy, nó còn một tí thôi không đáng kể. Đây là nước tương. Đấy, các bạn cho nước tương. Bởi vì là nước tương này nó cũng không đậm lắm đâu các bạn nhớ nha. Các bạn đong lên 2 muôi. Vâng, đây 2 thìa đây nha các bạn nha. Đấy. Các bạn trộn đều lên. Các bạn nhớ là tôi để đây trong vòng 15 phút nè. Trong khi chờ thì tôi sẽ đi thái các cái gia vị. Xả thì ta phải thái nhỏ. Đây là phần xả tôi đã thái nhỏ nha. Đấy, các bạn nhớ cho ta để vào đĩa. Đấy, gừng thì các bạn nhớ là ta thái chỉ. Đấy, gừng để thái chỉ thì như thế này các bạn ạ. Đấy. Tiêu này là tiêu xanh tôi đập dập nha các bạn nhớ. Đấy, các bạn đập dập các bạn lại cho vào trong cái đĩa này, lên trên đĩa đây. Đây để tôi bây giờ tôi sẽ gióm bếp và tôi cho dầu tôi phi xả với cả gừng nhá. Sau đó còn tỏi với cả hành là tôi để nguyên cả củ
Đấy, tôi cho xả và gừng nha, để tôi phi cho thơm. Đấy. Đây các bạn nhớ là hành tỏi đây, tôi cho luôn. Đây tôi cho hạt tiêu nhá. Đấy, hạt tiêu đập dập này các bạn. Đấy các bạn ơi, tôi phi thơm rồi, bây giờ tôi sẽ cho thịt bò vào tôi đảo thật săn lên nhá. Đây các bạn nhớ là tôi sẽ đi chặt dừa nhé. Đây tôi đổ lực dừa vào nha các bạn này. Đấy. Các bạn đổ lực dừa vào mà các bạn linh lên thì nó rất là thơm. Bây giờ tôi đậy vung, tôi đun nhỏ lửa từ 25 phút. Đấy là xong. Đây các bạn ơi, bắp bò om gừng xả tôi đã om được thời gian là 25 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ múc lên trên bát để thưởng thức. Rất thơm ngon các bạn ạ. Nước dừa đun nó cạn dần, rất sánh. Nó đã sánh, nó còn rất ít nước. Đây các bạn ơi, bây giờ lên trên này tôi mới rắc cái lá gừng. Đấy các bạn rắc chung quanh vào một chút lá gừng để cho nó có cái hương vị thơm. Đấy các bạn nhá. Các bạn ơi, cái món bắp bò om xả với gừng tôi đã đun xong rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức. Bây giờ tôi mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Nó đã mềm rồi các bạn ơi. Các bạn mà thấy nó đã mềm mềm đũa một chút là bắp bò là được. Các bạn đừng đun nó nhừ quá. Nếu các bạn mà đun nhừ quá nó bị lồng thì lại rất khó ăn. Các bạn hãy nhớ nhé. Om với nước dừa thì các bạn mới thấy rằng là nó có cái vị ngậy này, thơm này, mà lại chất béo béo. Phải nói rằng là rất hay. Cho nên các bạn nhớ nha, ta không tiếc gì một cái quả dừa. Ta lấy cái quả dừa non, đấy là ta sẽ lấy cái nước nó, ta linh. Thì ta tạo cho mình được một cái hương vị thơm trong cái món ăn mà rất là bổ dưỡng các bạn. Món này mà các bạn mua được tiêu tươi ấy, thì phải nói rằng là nó sẽ thơm ngon hơn. Nhưng hôm nay tôi lại mua phải cái tiêu ngâm. Thế cho nên là tiêu ngâm thì nó không có cái, nó giảm cái độ thơm đi rất là nhiều đấy. Làm món này thì nó rất là nhanh, không có gì là lâu. Các bạn mà mua về các bạn sẽ thái ra, tẩm ướp trước, xong rồi gia vị các bạn làm sau. Sau khi các bạn xào thơm lên các cái gia vị, sau đó đổ thịt bò vào các bạn xào. Săn, thật là săn. Đấy, để nó hấp thụ cả cái độ gia vị để nó thẩm thấu vô trong miếng thịt. Sau đó các bạn cho lực dừa vào đun đúng 25 phút là các bạn bắc ra và thưởng thức, rất là ngon các bạn ạ. Món này làm nó không tốn nhiều thời gian mà mang lại cho các bạn, gia đình các bạn là một bữa ăn rất phong phú và bổ ích và bổ dưỡng cho cơ thể nữa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn luôn có một ngày vui tươi và hạnh phúc, hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt.